Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Nguyễn. Các bạn ạ, hôm nay sẽ tiếp tục lại là một màn tròn nữa các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ tròn dọa ma được không ạ? Thì các bạn còn nhớ cái video mà hơn 1 giờ đêm mà nó gọi mình dậy thức với nó không? Cái kiểu mà đêm nó kiểu nó sợ ma ấy, xong rồi nó gọi mình thức dậy cùng ấy. Đấy, xong rồi nó lôi cả bố mình lên ấy. Đấy, cái video đấy thì hôm nay mình mới nghĩ ra một cái ý tưởng, đó là dọa ma nó. Nhưng mà mình sẽ không phải dọa ma theo kiểu truyền thống như kiểu mà cầm đèn pin là cho lên mồm nhỉ. Thế chưa rồi. Bây giờ mình chơi bằng giọng nói các bạn. Giọng nói nó mới kinh khủng các bạn ạ. Nghĩ ra buồn cười đấy các bạn ạ. Thằng điện thoại em mình ấy, thằng này to béo rồi nhưng mà thằng nhát chết lắm, sợ ma lắm. Nên là đêm nay mình sẽ quyết định làm một màn chôn dọa ma nó. Để xem phản ứng của nó sẽ như thế nào. Thì ok, bây giờ thằng điện thoại nó đang ở dưới nhà. Mình sẽ cho các bạn xem qua cách mà đêm nay mình sẽ chôn nó. Ok. Đó thì mình sẽ giới thiệu qua cách mà mình đêm nay mình chôn nó này. Đó. Thì đây là cái giao diện edit video của mình ở trên Camtasia các bạn. Đó. Thì các bạn nhìn đây là hai cục âm thanh mà mình đã chuẩn bị từ chiều. Hai cục này là mình thu âm. Đây các bạn nghe thử nhá. Đó, còn bên này con này là một cục thôi. Bên này cũng nghe đoạn hơn thì phải. Đấy các bạn ạ, mình dùng cái mic để thu âm các bạn. Nhưng mà mình để cái chế độ vang nó hơi ít. Thôi nhưng mà không sao các bạn ạ. Vang cái kiểu này thì đêm nay thì cũng phát khóc rồi các bạn ạ. Đây thì đêm nay mình sẽ để máy ở đây. Và cái nó chạy các bạn ạ. Đó, thì cái cục này các bạn ạ, cái cục này. Đó, mình kéo vào xa này thì nó sẽ càng chạy chậm hơn nè. Đó, thì khi nào nó chạy đến thì nó sẽ tự kêu tiếp. Đó, à không được các bạn. Không được rồi. À được rồi, bây giờ mình sẽ gọi điểm đoạn lên đã. Nó tí nữa mình sẽ tính sau các bạn nhá. Đi không? Dậy, anh vừa bảo như nào mình... Lại chôn hả? Không. Thì máy quay hơi nghi rồi đấy. Sao phải cái nghi anh như thế vừa bẩn thế nhỉ? Đêm có bao giờ anh chôn mày không? Có. Cái gì? Cắt tóc. Cắt tóc xưa rồi, bỏ qua rồi, chuyện cũ rồi. Thế mày xem mày có tóc có thể tao chôn không? Thế thì chôn cái tay. Chôn cái gì được? À, chẳng chôn mày cái gì ở đêm cả. Chỉ có trừ cắt tóc ra thôi. Thế em mang quần áo mày ra cắt ra. Ủa, ai cái quần áo làm gì? Thế con này là có việc gì? Đấy thì anh bảo mày như này, thì đêm nay anh đi sinh tồn với thằng bạn. Đi sinh tồn ở nhà hoang. Thế em lại ngủ mình? Ừ. Thế em được. Ừ, thì mày ở nhà mình bố mẹ đâu? Anh nhà chú chơi. Thế tí anh đi luôn nhá. Thì về bảo bố mẹ giúp anh nhá. Đấy thì cái video này, còn là làm cái kiểu như cái màn chào ấy. Kiểu là chào mày anh đi sinh tồn đây. Xong đi luôn. Hả? Xong đi luôn đi. Mất mày thích tao đi luôn à? Và ở bản đó các bạn ạ, thì đêm nay mình sẽ đi sinh tồn. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, nhớ like, subscribe kênh ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ có lẽ là mình đi luôn đây. Ok bạn ạ, mình vừa mới đi ra ngoài ấy, thì mãi mình mới chui được vào nhà của mình. Đấy, thì mình cứ nghĩ là thằng điểm nặng ở trên phòng của mình cơ. Nhưng mà không phải các bạn ạ, may quá nó dưới nhà. Đấy thì trước khi đi mình đã dặn nó là ở nhà trong nhà cẩn thận. Đấy thì các bạn nhìn ví dụ đây. Đấy, ví dụ này, ví dụ như mình không phải là người ở trong nhà đi, mình là một thằng ăn trộm đi. Đấy, mình đi vào nhà như thế này, lên được phòng của mình như thế này. Đấy thì bao nhiêu đồ đạc trong phòng của mình như thế này thì có phải nó bê hết đi không? Đấy, điệp với tất cả mọi người nhá. Nhớ là chú ý trong nhà cẩn thận nhá. Đấy thì làm xong video này thì mai mình sẽ mắng điệp sau. Đấy, các bạn ạ, đây, nhanh luôn này. Đó, thì các bạn nhìn thấy không? Đây là gọi là cái chỗ mà bị thừa trong căn phòng của mình ấy. Đấy, các bạn nhìn này. Đó. Đóng cái cửa này vô, nó có hai lần cửa các bạn ạ. Ở ngoài đây có một cái cửa nữa này các bạn ạ. Đấy, ngoài đây này, có một cái cửa nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gọi là ngồi ở trong đây các bạn ạ. Mình sẽ ngồi ở trong đây cho đến khi nó lên nó ngủ. Đấy thì mình rất mong là mình ngồi ở đây mình sẽ không bị phát hiện các bạn nhá. Đấy, nếu mà bị phát hiện chắc chắn video là không lên rồi. Còn nó không thì ok. Đó. A few moments later. Các bạn ơi, ngồi 2 tiếng rồi nó chưa đi ngủ. Buồn đái quá. Bây giờ mà ra ngoài là bị phát hiện là coi cái video này ngay. Này, bao giờ nó mới đi ngủ đây. Xong mình rồi. Tỉ bố hí quá. Ôi trời ơi, tôi cố chịu vậy.
Xem là trong ai trong cái máy này xem. Máy nguyên á? Ừ, xem bật lên xem. Bật thử cái. Nó lên mà, bình thường mà. Ủa? Gì nữa? Xem không? Gì á? Đấy, thấy chưa? Ôi, nhưng mà anh Nguyên làm gì ở nhà đâu? Chắc nó ấy này, nó bật lên nó treo ngày rồi. Ôi, nhưng mà cái này phải có người bấm, ấn. Cái này từng khúc thì phải có người ấn mới được mà. Ừ, thì đúng là thằng Nguyên nó treo ngày rồi. Chỉ có ma nó treo thôi. Thì đâu xong nó ấy xong nó bật lên nó treo đấy. Thế mà cứ gọi có ma trong đầu. Ôi, nhưng mà cái này phải có người ấn nó mới chạy. Tại vì lúc ăn nếu chỉ cần tắt đi nó sẽ như này mà, nó không chạy gì cả mà. Thế chắc thằng Nguyễn nó ấn nó treo rồi. Không. Thế từ cái lúc mà con ở nhà giờ nó có gì đâu. Thôi thế đấy, thằng Nguyễn chắc nó treo mày, đi ngủ đi. Ma. Làm gì có ma, nó treo rồi. Ma. Thôi thế đấy, tắt đi. Ma. Ôi. Sáng nay nó treo này, nó lắp cho mày nó treo này. Em giật mình quá. Nó lắp cho mày nó treo này. Mày thần lớn, thì thanh niên lớn như thế mà đêm hôm giờ trò ra trêu nó. Xong thì nó đang đêm nó xuống nó gọi bố này, mất cả giấc ngủ của bố này. Nấp trong đấy trêu nó thì mất cả bao giấc ngủ của nó, thì cả bố đó. Chứ sao không được kêu nó nữa. Thôi bố xuống ngủ. Lớn rồi. Thôi đi hai anh em đi ngủ đi, tắt điện đi ngủ đi. Báo nhau ngủ đi, giờ đừng kêu nó nữa. Nó đã gian mà sẵn. Tao xuống nó ngủ rồi. Không, ngủ với Nguyên nữa. Nằm đấy ngủ với anh đi. Ok bạn ạ, mình đã dọa ma thành công điểm đó nha các bạn nhá. Các bạn ạ, vừa ở trong kia ấy, vừa buồn nái, vừa nóng, vừa buồn ngủ. Thề luôn các bạn ạ, làm video rất là mất sức luôn. Đấy các bạn ạ, nhưng mà vui nhất là cái đoạn mà mình ra mình hù cả bố mình điệp ấy.
Mình cười đấy bây giờ luôn, không biết các bạn có buồn cười không. nhưng mà mình là người làm, mình không thể nhìn được cười luôn đấy các bạn ạ. Đấy thì các bạn nào có ý tưởng chốt gì điểm nào đấy, hãy cứ comment ở bên dưới, mình sẽ xem qua và mình làm theo nhá. Đấy, còn bây giờ thì mình cũng muộn rồi, nửa đêm rồi, sắp sáng đến nơi rồi, thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, nhớ like và các bạn ủng hộ mình nhá. Bye bye.